Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tú Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Tú Gia Nhật Cần Thơ sẽ lên cố định vào lúc 19 giờ hàng ngày và một cái video lưu động vào sáng và chiều. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và đầu tiên ngày hôm nay đó là một cái túi sách dập vân 6 rất là đẹp ha, thương hiệu iWater và kích thước bề ngang. Bề ngang là 32, chiều cao là 18, chiều cao là 28 và cái chiều dày là 14 ha. Da rất là đẹp, dập vân 6 màu đen. Để mình xách tay hoặc là mình đeo chéo rất là ok ha, rất đẹp. Và bên trong phía trước nó sẽ có một cái thương hiệu iWater và ở đây thì sẽ để đựng cạc ha. Và bên trong có hai ngăn riêng biệt, một ngăn ở đây lót sạch đẹp, lót nhung, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Và hương hiệu iWater dập nổi trên cái miếng da, và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, lót sạch đẹp ha. Tên dùm em một cái mã 3792 550k. Và kế đến là một sản phẩm, một cái chiếc túi ha, một cái chiếc túi để mình xách tay hoặc là mình đeo vai rất là đẹp ha. Có thương hiệu cha thật, thương hiệu Labagado. Ở đây còn một cái tab ha, khá là đẹp. Kích thước bề ngang, bề ngang là 38, chiều cao là 24 và cái chiều dày, chiều dày là 14 ha, khá là đẹp. Để mình xách tay hoặc là mình đeo chéo để mình đi du lịch rất là ok, đựng tầm 3-5 bộ ha. Bên trong lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Một ngăn ở đây sạch đẹp. Nó có hai ngăn ở đây, bên trong lót dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn đây thương hiệu Labagado. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay hoặc là mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm em một cái mã 3881 ha, 390k, 3881, 390k. Và cái đến là một sản phẩm ha, một cái xích tay thương hiệu Biacadin, rất là đẹp ha, da thật 100%. Kích thước bề ngang, bề ngang là 33, chiều cao là 27 và cái chiều dày là 13, da thật 100%, rất là đẹp ha. Để mình xách tay như thế này, màu nâu sô cô la, và mình đeo chéo hoặc là đeo vai đều được ha. Phía trước phối một cái da đen và phía sau sạch đẹp hết ha. Có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong thương hiệu Biacadin dập nổi ha. Và một cái ngăn ở bên trong dập hiệu thương hiệu Biacadin, lót sạch đẹp hết ha, dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây thương hiệu Biacadin của Paris, còn mã code ha, sạch đẹp hết, bên trong lót sạch đẹp hết. Xách tay thì phối những cái hát bính ha. Và ở đây thì da đan sạch đẹp hết. Lên dùm em một cái mã 3704 620k. Và cái đến là một sản phẩm ha, một cái túi đeo chéo rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 21, chiều cao
là 26 và cái bề dày là 9. Nó hạt 100%, khá là đẹp ha. Và sẽ có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp. Và cái dây chất liệu là vải dù chắc chắn. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Một ngăn ở bên trong, ngăn bên trong là bự nhất ha, lót sạch đẹp ha. Một ngăn ở đây sạch đẹp và một ngăn ở đây có phá cá miệng. Ok hết ha. Lấy giùm em một cái mã 4038 550k. Và cái đến là một sản phẩm, một cái xích tay khá là đẹp ha. Kích thước bề ngang là 38, chiều cao là 27 và cái chiều dày là 10. Chất liệu là da tổng hợp ha. Kích thước bên trong một ngăn ở đây lót sạch đẹp và một ngăn ở đây là ngăn bự nhất ha. Chất liệu dây đeo chéo là vải dù chắc chắn. Một ngăn ở đây lót sạch đẹp, lót dập hiệu thương hiệu. Một ngăn ở đây có khóa cá miệng, rất là ok ha, sạch đẹp hết. Và thương hiệu đây Sittel. Và chất liệu là da tổng hợp ha. Ở đây nó sẽ bị sờn một chỗ này nha mọi người ha, nó bị sờn một như thế này. Và cái dây đeo chéo là vải dù chắc chắn. Lên giùm em một cái mã, lên giùm em một cái mã là 4071 690, giảm còn 270 ha. 4071 690, giảm còn 270. Cặp này rất là ok ha, độ mới khoảng 80%, chỉ duy nhất nó bị sờn chỗ này thôi. Da tổng hợp. Và kế đến là một sản phẩm, một chiếc túi đeo chéo khá là đẹp, thương hiệu khác. Kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 27 và cái chiều dày là 8. Da khá là đẹp á, da thật, thương hiệu Scap, dập nổi ở trên cái miếng da. Một ngăn ở đây lót sạch đẹp và một ngăn ở bên trong lót sạch đẹp hết ha. Và thương hiệu Scap, còn mã code tới đây. Và da thật, đây là miếng tích da của nó luôn, da thật 100%. Một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Mình có thể để vừa ví tiền và điện thoại, rất là ok. Một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Có rất là nhiều ngăn, một ngăn phía trước và ở đây là một ngăn phía sau. Đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân, rất là ok ha. Và phía sau dập nổi scap ở đây sẽ dập những cái hình, những cái khoanh tròn lồng lại bên nhau. Và cái dây đeo chéo là thương hiệu Scott, vải dù chắc chắn, phen phá còn sáng bóng ha, độ mới trên 80-85%. Lên nhầm cái mã 4037 590. Và cái đến là một sản phẩm, một ba lô kích thước bề ngang là 28, chiều cao là 33 và cái bề dày là 15. Da thật 100%, khá là đẹp, để mình xách tay và mình đeo vai rất là ok. Và có một cái ngăn nhỏ ở đây, lót sạch đẹp á, dập hiệu thương hiệu hết. Và một ngăn
Ở đây mình để tầm 4 đến 6 bộ đồ. Lót sạch đẹp hết ha, lót sạch đẹp hết ở đây. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây là ngăn bự nhất ha, sạch đẹp hết. Và cái dây treo chéo là vải dù chắc chắn, độ mới khá là cao, 80-85%. Lên diện cái mã là 3888 700k. Và kế đến là một sản phẩm, một cái bao tử dập vân 6, nắp dập vân 6. Và mình vừa làm bao tử vừa làm ba lô được ha. Kích thước bề ngang là 20, chiều cao là 30, và cái bề dày là 12. Giá thật 100% để mình đeo bao tử dạng một qua. Và cái dây mình có thể kéo lại, mình làm ba lô dạng hai qua, rất là tiện dụng ha. Và nắp dập vân 6 như thế này, thì mình mở ra thì bên trong nó sẽ có một cái ngăn lót sạch đẹp ha. Và đây một ngăn lót sạch đẹp hết, da thật 100%. Và một ngăn bự nhất đây thì mình đựng được rất là nhiều đồ ha. Một ngăn lót sạch đẹp ha, nó sẽ có một cái ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Đây thương hiệu cặp nổi trên cái miếng da, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Lên giùm em một cái mã 3621 490k. Kế đến là một sản phẩm ha, một chiếc treo vai thương hiệu Một Gân, hoặc là đeo chéo dạng cớp da thật. Kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 22, và cái bề dày là 16. Giá thật 100%, thương hiệu Một Gân, dịch nổi trên miếng đồng, khá là đẹp. Và để mình xách tay hoặc là mình đeo chéo rất là ok ha. Bên trong dạng cớp, lót sạch đẹp á, khoen khóa còn sáng bóng. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, có khóa cá miệng rất là ok, sạch đẹp hết. Một ganh là cái thương hiệu của Ý ha, rất là đẹp ha. Và lên giùm em một cái mã 3947 490k, túi đeo chéo một ganh của Ý. Và kế đến là một sản phẩm ha, một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Playboy, và cái dây là dạp hiệu thương hiệu Playboy, vải dù chắc chắn. Kích thước bề ngang là 23, chiều cao là 25, và cái chiều dày là 6. Giá thật 100%, thương hiệu Playboy. Một ngăn ở đây lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây có phát cáo miệng ha, lót sạch đẹp. Mà một ngăn ở đây sạch đẹp ha, một ngăn ở đây sạch đẹp. Playboy là một cái thương hiệu lớn ha, Playboy, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên nhìn em một cái mã 3629 550k. Và kế đến là một sản phẩm, một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Biacadin, da thật 100%. Và kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 20, và cái bề dày là 7 ha. Đây, cái dây đeo chéo khá là đẹp, da thật 100%, và cái độ mới trên 80%, thương hiệu Biacadin, dập nổi trên cái miếng da, cái khóa ha.
lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu bia cà đinh. Và phía đây nó sẽ có phối một cái tua rua khá là đẹp, một ngăn ở đây sạch đẹp dập hiệu thương hiệu, và ngăn ở giữa thì lót sạch đẹp hết ha, dập hiệu thương hiệu bia cà đinh, và một ngăn ở đây sạch đẹp có khóa kéo miệng ở đây, khá là ok, sạch đẹp hết. Mình có thể đựng điện thoại, ví tiền, rất là đẹp ha, để mình đeo chéo, rất là ok. Lên giùm em một cái mã 3700 450k. Và kế đến là một sản phẩm, một chiếc túi xách tay rất là đẹp ha, xách tay hoặc là đeo vai dạng kẹt nách, và kích thước bề ngang, bề ngang là 33, chiều cao là 24, và cái bề dày, bề dày là 14 ha, rất là đẹp. Để mình xách tay và dập vân rắn, rất là đẹp ha. Bên trong một ngăn ở đây thương hiệu Ovia Laran sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp. Để mình xách tay, mình đi công sở hoặc là mình đi công việc rất là ok, xách tay và đeo vai, da thật dập vân rắn. Lên nhiễm cái mã là 3802 650k. Cái đến là một sản phẩm ha, một cái túi đeo chéo thương hiệu Lassay, kích thước bề ngang là 22, chiều cao là 23, và cái bề dày là 6, da thật 100% và dây đeo chéo, vải dù chắc chắn, rất là ok ha. Phía trước thì có một cái ngăn lót sạch đẹp ha, và thương hiệu dập nổi Lastay, dập nổi trên tuyến đồng, rất là chắc chắn. Và một ngăn ở đây thương hiệu Lastay, rất là ok ha, và da rất là dày dặn và chắc chắn, da thật 100%. Và hai ngăn ở đây sạch đẹp, có một cái khóa kéo miệng, sạch đẹp hết ha. Lên giùm em một cái mã 3647 ha, 450k. Và cái đến là một sản phẩm ha, một chiếc cặp laptop khá là ok, thương hiệu Adware, và chất liệu là vải bố, dày dặn và chắc chắn, kích thước bề ngang 38, chiều cao 28, và cái chiều dày là 9. Thương hiệu Adware đây, dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, để mình hít 500 lại, rất là ok. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp, có khóa kéo miệng, rất là ok, sạch đẹp hết. Và ở đây thì mình đựng laptop, rất là ok ha, lót sạch đẹp, để mình đựng đồ, rất là ok. Cái túi này bự ha, thương hiệu Adware. Lên nhiều cái mã 3506 409, giảm còn 300. Và kế đến là một sản phẩm ha, một chiếc túi xách tay da thật 100%, rất là mềm mại ha, có thương hiệu System, kích thước bề ngang 34, chiều cao 19, và cái bề dày
bề dày là 14 ha. Da thật 100%, khá là đẹp. Cái thương hiệu System. Dập nổi phía trước ha. Đây, dập nổi phía trước, thương hiệu System. Và phía sau sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay hoặc là mình đeo vai để đựng đồ rất là ok. Và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu System đây. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Hai ngăn ở đây sạch đẹp. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 3826 490k. Kế đến là một laptop da thật 100%, kích thước bề ngang là 28, chiều cao là 33 và cái chiều dày là 20, đựng tầm 4-5 bộ đồ ha. Một ngăn ở đây nó thật đẹp, và hai bên nó sẽ có hai ngăn có khóa kéo miệng sạch đẹp hết. Và một ngăn ở chính giữa là ngăn bự nhất. Bên trong lót sạch đẹp ha, và có thương hiệu Doris của New York. Đây là miếng tích da ha, dày dặn và chắc chắn. Và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết. Và lót sạch đẹp. Cái dây khi đeo là chất liệu là vải dù chắc chắn. Đây, dây chất liệu vải dù chắc chắn hết. Và ở phía trên đây nó có một cái lớp da. Bên trong, ở phía sau còn có một ngăn nữa ha. Độ mới 80-85%, rất là mới ha. Một chiếc ba lô rất là mới. Lên diện cái mã là 3877 ha, 650k. Và cái đó là một cái sản phẩm, một chiếc xách tay da đà điểu thật phông trống, rất là đẹp ha, để mình đi tiệc rất là sang trọng. Màu nâu sô cô la, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 16 và cái chiều dày là 15. Da thật 100%, khá là đẹp, để mình xách tay như thế này rất là đẹp ha. Và một ngăn ở đây lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, lót nhung sạch đẹp. Và có một cái ngăn ở đây có khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết, lót nhung, để mình xách tay mình đi tiệc rất là sang trọng. Da đà điểu thật 100%, độ mới 85%. Và lên giùm em một cái mã 3345, 1.600.000, giảm còn 1.200.000. Và kế đến là một sản phẩm ha, một cái sách cặp thương hiệu Valentino, da thời trang của hãng ha. Và bên trong nó sẽ lỗi lót một chút xíu ha. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 25 và cái bề dày là 7 ha. Da thời trang của hãng thương hiệu Valentino của Italy. Và mình xách tay như thế này để mình đi làm việc rất là ok ha. Và có một cái tag thương hiệu Valentino. Một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Có một cái nút kích 500, giữ lại rất là chắc chắn. Và một ngăn ở đây, ngăn ở đây là ngăn bự nhất ha, để mình đựng đồ rất là vô tư. Bên trong lót dập hiệu thương hiệu Valentino dập nổi trên cái miếng da. Ở đây đựng card visit, giấy tờ tùy thân. Và ở đây
đựng đồ rất là đựng viết ha. Và lót thì nó sẽ bị lỗi như thế này ha. Ở đây nó sẽ có một ngăn, lót thì nó bị kéo xuống như thế này. Nhưng mà mình xài vẫn ok ha. Em giảm giá con này cho mình về mình xài quăng quật các thứ ha. Rất là ok. Để mình xách tay đi làm ha. Ở mặt ngoài còn rất là đẹp. Lên giùm em một cái mã 2219 ha, 200k. 2219 200k. Và kế đến là một sản phẩm, một chiếc túi màu hồng ha, để mình xách tay hoặc là đeo chéo, rất là đẹp ha. Chất liệu là da canvas của hãng, kích thước bề ngang, bề ngang là 25, chiều cao là 21 và cái chiều dày là 12. Rất là đẹp á, để mình xách tay hoặc mình đeo chéo, màu hồng. Và ở đây thương hiệu Trendy Wenny, rất là đẹp ha. Và mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một cái ngăn lót sạch đẹp hết á, hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp ha. Có khóa kéo miệng ha, rất là ok. Độ mới khá là cao, 80-85%, để mình tay và đeo chéo đi chơi rất là ok, rất là đẹp ha. Lên dùm cái mã là 3948 550k. Và cái đó là một sản phẩm, một sắp tay rất là đẹp ha. Cặp laptop rất là đẹp, da thật 100%. Ở đây nó còn có miếng tết da nè, da rất là dày dặn và chắc chắn. Đồ mới trên 80%. Kích thước bề ngang 38, chiều cao là 26 và cái chiều dày là 8. Da thật 100%. Sẽ có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Và phía sau nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót sạch đẹp hết. Và một ngăn bự nhất ở đây, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Ở đây có khóa kéo miệng, sạch đẹp hết. Và bên trong thì nó hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng, rất là ok ha, thật đẹp để mình đựng laptop đi làm, rất là ok, rất là đẹp ha. Lên nhà em cái mã là 4093 590k. Và kế đến là một sản phẩm, một chiếc xách tay foam cớp da đà điểu ha, thật 100%, rất là đẹp. Độ mới 80-85%. Kích thước bề ngang là 26, chiều cao là 20 và cái chiều dày là 8. Để mình xách tay đi tiệc rất là sang trọng luôn. Xách tay như thế này. Độ mới khá là cao, có hai ngăn hai bên và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Và bên trong là dạng là foam cớp, foam cớp như thế này, lót da xịn sò sạch đẹp ha. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết. Để mình xách tay đi tiệc rất là sang trọng luôn. Lên dùm cái mã 3548 ha, 1.600.000. Kế đến là một sản phẩm, một chiếc đeo chéo da rất là dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang 27, chiều cao là 18 và cái chiều dày là 8 ha. Một chiếc túi đeo chéo, túi vịt ha, thương hiệu vịt,
của Mỹ, rất là dày dặn và chắc chắn, da thật 100%, rất là đẹp ha. Dây đeo chéo màu xanh, dây đeo chéo màu nâu và cái túi màu xanh. Đây mình mở ra như thế này thì bên trong là da thật 100%, lót sạch đẹp hết. Bên trong không lót ha, da thật. Và một ngăn ở đây đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân, rất là đẹp ha. Túi vịt Mỹ. Đây mình đóng lại như thế này, mình có thể đựng tiền và đồ dùng, rất là đựng tiền, điện thoại rất là vô tư ha. Một ít tư trang. Lên diện cái mã là 3551 ha, 2.500.000, giảm còn 2.100.000. Và kế đến là một sản phẩm ha, một xách tay và đeo chéo đều được ha. Chất liệu là da canvas của hãng ha, phối da thật, bề ngang là 45, chiều cao là 26 và cái bề dày là 9. Ở phía viền này là da thật ha, và ở đây là da canvas của hãng thương hiệu Sidley, dẹp nổi trên miếng đồng để mình xách tay hoặc đeo vai đều được ha. Và một ngăn ở đây sạch đẹp á, bên trong lót dập hiệu thương hiệu Sidley. Và một ngăn ở đây dập hiệu thương hiệu Sidley, và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng, rất là ok, dập hiệu thương hiệu Sidley hết, bên trong lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 3849 490k. Và cái đến là một chiếc đeo chéo Linh Dương, rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang 21, chiều cao 20 và cái bề dày là 9. Da Linh Dương thật 100%, độ mới khá là cao, 85-90%, và có chứng nhận GRA là chứng nhận da thật Made in Japan. Và phía trước sẽ có một cái ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Bên trong lót sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha, rất là ok, sạch đẹp. Da Linh Dương thật 100%, để mình đeo chéo, đựng điện thoại và ví tiền, rất là đẹp ha. Da Linh Dương độc lạ. Lên giùm em một cái mã 3957 ha, 1.890.000, 3957. Kế đến là một xách tay dạng phom cốp cá sấu, rất là xinh, độ mới khoảng 80%, kích thước 21, chiều cao 13 và cái bề dày là 6. Mình có thể để vừa điện thoại và ví tiền để xách tay đi đi tiệc, rất là sang trọng luôn ha. Độ mới trên 80%, phom cốp cá sấu rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Đây mình mở ra như thế này, bên trong lót sạch đẹp, da rất là xịn sò luôn. Và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, có khóa kéo miệng, rất là ok. Lên giùm em một cái mã 3536, 1.800.000. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Video của em lên giờ lưu động ha, vào lúc chiều thì cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.